Hey, mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm qua mình bứng mấy cây bạc hà ở trong đây nha cả nhà. Mấy cây bạc hà nó bự quá, nó tốt quá, đâu có tốt nó bự quá, nó che hết cái đám rau của mình này rồi. Nên mình quyết định là mình bứng mấy cây bạc hà đi. Mình tìm được cái rau găm mà hôm bữa đi Đà Nẵng ăn cơm gà nè cả nhà. Cái này bên cạnh em chồng á, mình thấy mình mua về mình sẽ dâm vô cái khoảng mà của mấy cây bạc hà hôm bữa nè. Mình có mua thêm húng cây nè, với lại húng lủi nữa, thêm cây lá lụa nữa. Lá lụa mà rau gừng á cái nhà, ăn bánh xèo hang mấy cái món cuốn cuốn á. Bên làm lại cái vàng lá vàng của bên luôn rồi nè. Nãy giờ bên bóc hết mấy cái đất, mấy cái này ra, cái cho vô mới đất nữa. Giờ mốt cái vườn này là toàn là rau thơm thôi. Mấy cây cao cao thì bên sẽ bứng ra ngoài. Bứng. Cái này nhớ hồi trước bên mới trồng một lần mà nó không sốc. Để trồng lần nữa ra. Hồi đợt mình trồng dắp cá rồi cũng có mấy cây này nữa nè anh. Đúng rồi, ở trước đó cái nè. Mà nó bị gụi, nó không vượt qua dắp cá nổi. Đúng rồi. Chờ chừa thôi, không có lắc chưa quá cho nó bò từ từ ha em. Anh có mấy cái cây nó mấy cái nhánh nó già có rễ rồi anh ghim nữa không? Thì anh cũng như là anh lắp vậy nè, cho nó gai gai luôn nè. Chứ khỏi ghim thưa thưa ra phải không? Khỏi, cần cắt luôn cho nó bảo đảm luôn. Cái này nãy câu nói là rau găm gì quên rồi ta. Cái gì rau găm? Hôm bữa chú Minh nói rau găm gì ta? Chú Minh có bình luận, chú Minh nói có cái tên đó, em cũng quên. Có cái rễ này. Rồi, rễ. Tốt quá thì tốt luôn. Anh mình có cần vũ đất ra không? Hay mình để nguyên không? Anh tập vậy cho chắc. Anh không biết vũ hồn nữa, nhưng mà chạy để nguyên nó xuống luôn đi. Nghiệp dư mà. Nó hơi thấp rồi. Ớ, hơi cao rồi. Cho anh nghe. Cho nó thấp xuống xíu. Anh ở dưới cái góc nó bắt rễ quá chừng luôn kìa. Ừ, chị ơi, tém gì này, cái lớp đất vô. Đã ha. Ừ, cho nó đi. Đi nha. Ôi nè. Theo như cái này mà mình chịu chiết ra mình dăm á anh, nó lan rộng hơn á anh. Em sợ nó chết quá à. Không, nó có rễ nè. Nó hợp luôn, sợ nó chết chừng. Người ta tổng á, người ta kích rễ ha. Rễ ra quá chừng. Chút xíu nữa mình sẽ cũng đi mua thuốc kích rễ gì bên tưới nó một cái. Cho bắt rễ ha. Cho nó ra rễ mặt một xíu. Mình sẽ thả hai cái ớt gì ở đây. Rồi bên cúng bế bên tổng ở chỗ khác. Cho mấy cây nó thấp thấp á. Bây giờ hai cái ớt ở đây quá. Ủa, hai cây ớt anh bứng ra anh để đâu rồi? Đó. Thấy rồi. Bứng còn nguyên tục cho má luôn á. Ta chỉ nhấp chuột cái giờ qua thôi chứ tao cũng không có. Mấy cái cây này cũng mệt với anh luôn hả? Nhưng mà tại lúc đầu trồng mình không biết nó sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý á. Thì mình làm lại. Bên đốt con cây bưởi ở trong giữa vườn rau của bên luôn rồi kìa nha. Giờ cái này thì bên trồng xong rồi á, bên phun một ít thuốc kích rễ nha, cho nó bảo đảm. Cái này tưới luôn mấy cái rau kia cũng được, đây là thuốc kích rễ thôi, nhất là bụi rau găm mình nè. Thấy nó thấy ngon mà kiếm mua mấy giờ không có, nay mới thấy nó. Tưới vô lá và vô thân luôn, tưới cái ớt luôn, phun cái ớt luôn. Giờ mình còn thiếu cây gì nữa anh? Giờ đi thấy rồi mình mua thôi, chứ mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình coi cái nào mình hay ăn á anh. Đúng rồi. Thì mình trồng. Cứ này miếng này. Cho mày chích mày bò hết cái vàng chân này dây này mới được. Còn lỗ này chắc 2 triệu quế vô đây quá.
Mình mua cây mới giờ mình trồng anh. Ừ đúng rồi, anh xem kiếm cây con gì tập. Cây mới luôn, mấy cây kia lâu rồi, mấy tháng rồi, từ lúc anh về tới giờ. Sáng đi Vin đi mua rau cái nhà, Vin có mua 3 miếng sườn nha. Cái này thì Vin không biết là sườn gì nữa nhưng mà nhìn thấy rất là đẹp luôn. Nay thì Vin sẽ làm cái món mà sườn nướng mật ong nha cái nhà. Bây giờ thì Vin ướp đi rồi cho thánh gia vị á. Nhiều Khang đi học về cái gia đình Vin sẽ làm món sườn nướng nha. Cái này giống như nó khúc gần sườn chéo á anh. Mà cái này anh nghĩ là người ta cũng đã cắt đôi ra nữa em. Dạ. Chặt đôi ra luôn á. Thấy cái cọng nó ngắn lại phải không? Ừ, nó ngắn lại chứ sườn chéo thường cũng dài lắm chứ. Hả? Đúng không? Nè, nhìn cục ở dưới có thịt nữa nha, chứ không phải là miếng sườn không nha cả nhà. Nhìn thấy rất là đẹp luôn. Có mỡ có thịt. Nên sẵn bên ghé bên lầm nó luôn. Giờ bên khứa vậy nè. Đó anh, cái khúc anh đang cắt giống như gần cái miếng chéo á anh. Đúng rồi. Nè. 3 miếng nha cả nhà. Giờ nay ăn chung với gì thì chiều gia đình tính sao nha. Ở đây bên chuẩn bị tỏi ớt sẵn này cả nhà, bên làm cái chén mà ướp luôn nha. Cái này là nửa muỗng muối với hơn nửa muỗng đường. Cái này bên ướp á, là bên sẽ không sử dụng mật ong ướp nha. Bên ướp xong bên nướng gần tới phút 89 á, gần chín á bên sẽ ướp mật ong. Bên làm cái nước sốt mật ong bên quét lên nha. Cho nó không bị khét đúng không anh? Đúng rồi, tại vì bên nướng bằng lửa than á cả nhà. Nó rất là dễ bị khét, nó ngọt cái mật ong mà của Vin là mật ong gùi á. Mời vô chén nghe gia vị của Vin ăn gùi á nên nó rất là dễ khét, nên Vin sẽ nướng chín lúc sau á Vin mới quét cái mật ong lên cho thêm miếng hạnh vô cái sốt á, chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Anh cái này chiều anh nướng luôn hay là anh nướng than không anh? Nướng than vậy. Lên cái này chiều cắt cộng cộng ra cho hai đứa nhỏ xước luôn ha, nướng nguyên tảng sau đó rồi mình mới cắt ra. Đó. 3 miếng. Cái này mà làm cái này mà không có phai là phai giận luôn á. Món yêu thích của phai. 3 cộng đứa cộng. Anh nướng thôi. Giờ thì bên ướp để thấm á rồi bên đỏ ngăn mát đi. Rồi chèo cái bên đem ra bên nướng. Canh giờ khen gì á. Đẹp hay em? Dạ. Giờ cả nhà ơi, giờ bên châm lửa lên đốt than nướng thịt nha. Giờ bên đang đi rước nhóc rồi, giờ đốt than từ từ. Mỗi lần bên nướng mấy cái đồ này là bên mua một bình miễn giáo 10.000 cả nha, cũng dễ đốt lắm, dễ đốt với lại là có than nhiều nữa. Còn mà nướng mấy miếng sườn đó mà mình đi mua than củi á, chắc bên nghĩ cũng 3-4 kg than à, 3 kg than luôn á. Rau này giờ Vin không biết Vin cắt làm sao nữa. Lựa cây cao hay là Vin cắt hết luôn đi nữa nè. Cắt một lượt hết á cái nhà thì nó sẽ mọc đều hết. Cái Vin nghĩ là chừng tầm tháng nữa là Vin sẽ có nhiều rau sống, nhiều loại rau thơm hơn. Giờ chỉ ăn giúp cá không à. Có mấy cọng rau má nó lạc cái đây nữa, nãy lên quá tay cao luôn. Cái này coi nè. Thì thấy bị một gỗ luôn nè. Thì nạc quay cái lá đẹp ở trên thôi cả nhà. Không. Buổi chiều ăn nó sẽ có vị chua hơn cả nhà. Dạ ơi, ông bà cô chú thấy ông bà cô chú thấy bé bắp đi học xinh gái không? Đây đứng đây coi, đứng cho ông bà ngắm bắp bắt đầu đi học coi. Đây. Nãy hai mày vừa đẹp ta. Rồi thôi mẹ ra nướng thịt luôn nè. Lửa vừa tàn luôn. Tầm 2 dữ ạ. Thơm không? Anh ướp mà. Ôi. Tên gì hả?
cho nó xuống. Đây là mấy miếng thịt mà sáng bên ướp này cả nhà. Giờ thấm ngon nhìn đẹp lắm. Đó, nó hàng vừa tới nữa. Ui, cho mày xuống. Bóc khói gia liền. Gia vị nó rớt xuống anh. Ừ, bóc cháy cháy nó thơm liền. Thơm liền luôn. Thấm vào cái vợ ơi. Cho liền cái. Ôi, cho nó nằm gần gần lì với nhau đi. Cái dễ quay phải không? Ôi, xe quá. Cái nhà, coi nè. Cái miếng thịt nó thấm à. Cái màu đều nó thấm vô nữa, nhìn nó đỏ, cục thịt đẹp ghê luôn á. Thôi nó săn săn nữa ra cho cả nhà xem. Cái này chắc cô khoai chắc khoái lắm nè. Chán nướng cho nó mềm mềm á. Nay mình ăn cái này với cái gì anh? Anh mua bánh nước rồi vậy. Có bánh nước luôn hả? Có luôn. Trời ơi hay. Trời ơi. Vợ đồ ăn mà phải gán kiếm biết sao vậy. Mùi điếm. Mùi điếm. Thơm quá, thơm quá. Thơm thiệt luôn á. Anh không có bỏ miếng ngũ vị hương nữa nha. Cái gia vị nó gớt nó xuống trái thì thơm liền luôn. Tỏi ớt á phải không? Dạ. Phải hát anh nha mà. Nghe hát gì? Con trai bà bán bánh mì. Hồi lúc trước mà Vin làm cơm cái gì sườn nướng á mà Vin biết có sườn này Vin mua cái này ngon hơn luôn cái nha. Mình thấy nó cái cục nó tầm ngoẳng nó dễ hơn nữa ha. Ôi nhìn thấy nó sôi không? Nó tươm mỡ. Chưa giờ này nó chưa tươm mỡ dữ đâu, một hồi nữa nó săn 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 lại nó rớt mỡ xuống á. Với phần dầu mà Vin ướp hồi sáng nữa cái nha. Nó thấm vô cục thịt á. Ôi, nó sôi nè. Mấy cái mỡ đó em. Đó. Ôi, đẹp quá. Cùng chị coi. Đó, này cái nha, coi nè. Cục bên đây một hồi có vẻ là ngon hơn anh. Đây nó có mỡ, có gân nhiều phải không? Với lại cái lớp thịt nó mỏng á. Đúng rồi. Cái cửa hàng bánh ướt này cái nhà chỉ có được có 4 cái dĩa. Bán không được 5 dĩa luôn á. Đúng không cười à. Đây ngày đầu khai trương luôn á. Ngày đầu khai trương bán được 4 khách cái nha. Cái cá này cắt nhuyễn ra cũng thơm quá nè. Thơm mà. Có ai order bánh nước chưa anh? Có anh nè. Vợ bán chồng mua hả? Chơi gì ai trình lại. Cô chú ơi, ăn bánh nước cô chú. Ủng hộ con già dĩa cô chú. À, mới vô nghề cắt từ từ thôi nha. Tôi không có muốn ăn bọc ni lông nữa nha. Nhớ kịch đó. Nhớ cái bọc ni lông tao không hơi ăn. Cây tương cái này là mệt lắm nha. Áp lực quá. Đó. Giờ bên gà cái bánh nè. Ở luôn kìa, bánh ướt luôn cả nhà. Trời ơi. Bạn này mới bán bánh hổ bằng bầm, bánh hổ luôn cả nhà ơi. Ô, bánh ướt. Cái kéo nó ngắn qua cắt nó không đứt nguyên một vòng được nè. Bánh hổ hôm nay thì bên có hành phi nè, rau sống nè, dưa leo và thêm một tô giá nữa nha cả nhà. Vậy này của bạn Hơ. Còn ở bên đây thì nước mắm, bên ngắm thì bên pha sẵn rồi. Cái này là dĩa rau giống như Bin ăn kèm thêm với sườn thôi cái nha. Cái này trong bánh nước không có nha. Cái này chỉ có ở quán bánh nước của Bin ăn thôi. Để ở nhà muốn ăn cái gì làm nấy á. Cái nhà thấy dĩa bánh nước. À, dĩa bánh nước này biết thiếu gì không? Bì. Dĩa chua. À. À, cái chua á. Anh không thích ăn bì đâu. Đây là dĩa bánh nước, cả nhà thấy không? Dĩa bánh nước này là 30 ngàn nè. Rồi dĩa bánh nước này là 25 ngàn nè. Còn cái này là... này của người lớn. Dĩa của cô hai nè cả nhà. Dĩa này của người lớn. Đó. Dĩa này của em bé. 4 dĩa bánh nước, có 4 giai cấp rõ ràng luôn á. Đây cái miếng này là cắt cho hai đứa nhóc nè. Cho xem nè. Không? À, thấy nó khô ngon không? Ừ. Miếng này thấy, mình thấy ok rồi đó. Thằng này có miếng này thì nó hơi to, biết sáng nữa Biên lại ăn bớt cái phần này kia ra là ngon rồi.
Là cắt cái cục thịt ở trên ra đúng không anh? Đúng rồi, là ăn cho bớt thôi. Như cái miếng sườn này nè cả nhà, nó sẽ ngon hơn nè, nó khô nè, thấy không? À, đây nè, xé luôn cái da ở trong cái sườn luôn em. Cái lớp thịt nó mỏng, nó thấm gia vị nữa anh. Ừ. Còn hai cục này, miếng thịt nó hơi dày một chút. Nhưng miếng này cũng ngon nữa, miếng này hơi tơi dày thôi. Cái này là cái cọng gân lá chuối của chú. Ừ, nó thơm. Không lại cái nữa. Để lên đây. Thơm quá em ơi. Cái mùi mật ong á. Cho này xuống luôn. Mềm luôn em, ăn gấp mà nó muốn bể luôn ngay vậy. Sao bỏ được? Nó xèo xèo luôn. Rồi khói xong luôn. Trời ơi, thơm lắm cô chú ơi. Cái mấy cái nước nó nhiễu xuống dưới á, nghe cái mùi mà mật ong nó cháy luôn á. Nghe cái mùi mà nướng nước miếng luôn á. Cô chú nghe cái âm thanh của bên nó lạ rồi. Đang nói cái miệng ngắt khúc là biết rồi. Cái này hồi nãy nhìn cái miếng thịt nó hơi khô mà giờ quét mật ong như nhìn nó bóng cục thịt lên luôn á anh. Ừ. Cái nhà thấy nó sao sao không? Cái mùi chanh, cái mùi mật ong nó sập lên dữ lắm. Cái này thì bên chưa có, bên tở hơi liên tục xíu nha. Chứ bên sợ là nó cháy cái mật á. Dễ khét á. Ừ. Cái này mà ngồi bé bắp mà thấy cảm đi liếm mới sợ. Chua chua ngọt ngọt. Thơm mùi mật ong. Đây, để mình xé kim vô mình cắt nó ra nha cái nha. Hết mùi. Cắt cái này cái sực này. Miếng gân á. Coi, khúc này nó nằm đâu? Cái xương nằm ở chỗ nào? Đẹp luôn. Lật lên thì dễ cắt hả? Thấy anh thông minh không? Này. Ừ. Dính vào cái miếng gì ta? Giống như dính vô miếng xương bể á. Nghe thấy không? Nó rất là mềm luôn. Đấy. Này cắt đôi cái nữa đi. Thịt hơi dày một chút. Đúng rồi anh, đọc lên nè, đọc cái bề trái trái lên á anh. Đọc đến cái vậy hả? Dạ, dạ. Đó. Cục thịt bóng lưỡng luôn nè cô chú. Cắt lẹ, giờ đó bụng quá trời rồi, hồi nãy không nghe người ta nói nuốt miếng nói chuyện không được hả? Chứ người ta ngồi đứng người ta sốc nữa. Xúc một cái. Để cho lẹ. Chút gấp mấy cái miếng mấy cái cọng sườn nhỏ anh cho thấy nhỏ dễ xúc. Ít thịt nữa nó không có bị sậm sỉ anh. Đây, cái bánh nước, cái nồi bánh nước của món bánh nước hôm nay của Vin nha. Dọn dọn dọn. Cho bà cô chú ăn. Em muốn ăn đồ. Giờ là nhỏ của Vin mời cả nhà cùng ăn món bánh nước cùng gia đình của Vin nha. Dạ mời cả nhà cùng ăn bánh nước. Hai đứa nhỏ nó đói quá rồi. Ông bà ơi. Đây nè, con muốn ăn miếng nào? Miếng này hả? Ba biết miếng nào mềm á, ba gấp cho Khang đây, đi. Miếng này mở nè. Rồi Khang cầm tay lại đi nha con. Đây, nè ơi, Vin nha. Vin làm nước mắm vô mới được. Cái dĩa này của Vin là dĩa đặc biệt. Đặc biệt mới quá trời. Nước miếng hoài luôn cả nhà. Anh, đây. Anh. Hả? Anh lựa cho anh gấp cho bắp cái miếng sườn nhỏ đi anh, cho bắp dễ cạp. Đúng rồi, cái đó cũng nhỏ nữa. Cái đó là một phần của sườn nhỏ luôn á. À.
Rồi con tay của ai cắn thịt được chưa? Xin mời cả nhà nha. Đây con ăn thử coi con cảm nhận cái vị ngọt, vị chua hay vị sao con cảm nhận cho ba coi. Nó làm sao? Nó nghe một cái. Thôi ba ăn nha. Cái mùi gia vị á bắp, mùi gia vị nướng nóng á nó bị cháy á con. Rất là mềm luôn. Nam Khang không nói tiếng nào luôn. Cắm tay lại đi con tay. Mềm. Mềm cái nhà nhưng mà tại con không có cầm đũa nhẹ. Sướng luôn. Trời con cũng muốn chấm như ba mà dẹp. Thấy khoai ăn nhìn thấy ngon quá à. Lía lía luôn à. Đó, anh thấy hồi nãy em cắt cái miếng nước nhỏ khoai dễ ăn không? Đúng rồi. Con không có cảm nhận được cho nó chua chua ngọt ngọt hả bắp? Cái miếng sườn hả? Ba hỏi bằng bắp, ba thật bài quá. Khoai ơi. Tại vì con đói. Khoai. Con đói nữa. Ngon không con? Con bạn ăn rồi. Con chú ơi, con không tới rồi được không? Đây. Anh làm cái nào ta? Cái này đi. Cái này có miếng mỡ này cả nhà. Đầu núi thì nó nguội nguội lại thì nó hơi bị sẫm màu hơn xíu do nó mới chín nó mới đậm. Nó mềm đều mà. Bắp xước đụng con. Nhưng mà ba thấy nó có cứng không? Nó mềm hay nó cứng? Mềm. Nó muốn hết miếng mỡ lắm bà. Hết miếng mỡ hả? Thì con phải ăn hết cái phần của con đi rồi con mới lấy được cái miếng ghét chứ. Sao khoai? Cần cái nhanh đi nhà bút. Rồi sao? Nhanh đi. Cái đó cho ai? Ai cho chị? Đúng rồi, cái miếng này thịt mỡ luôn nè, hay quá nè. Đó. Đó, khoai tìm miếng ngon cho chị á. Cho chị hai phải không? Phải không Khang? Bún. Trời ơi. Đây là hai người là hai bếp đó, ở bóng là ở đó nó có miếng mỡ rồi. Khang nhìn là Khang biết đó là miếng mỡ rồi. Nè làm phun bê hai nè. Ba nhìn miếng này ba cũng biết miếng mỡ ba cho Khang nè. Được không? Giống cái miếng cái Khang đang ăn á. Giống cái miếng Khang đang ăn luôn á. Bà luôn bóp. Cảm ơn ba đi con. Cảm ơn ba nha. Được không á? Mà thấy bà ăn cái quán bánh nước của bà Thơ này bán ăn được không? Bà Thơ là bà nào? Bà Thơ là bà đang quay phim rồi. Nay mẹ mở bán bánh nước nữa con. Tại vì có. Có, mẹ bán, mẹ làm, mẹ bán thử coi được không? Mai mốt mẹ mở bán thiệt á. Được không Khoai? Mẹ bán bánh nước được không con? Rồi. Vậy là mẹ con sẽ đi lập nghiệp với món bánh nước. Mà cho ba nước. Chị thích cạp sườn à, sườn ngon không? Ừ. Hàng ơi, đừng có gắp qua gắp lại nè. Ba cứ đổi hai con nha. Để ba luôn. Rồi, Khang muốn ăn miếng này rồi. Khang bóc luôn rồi, mẹ cho Khang bóc luôn á. Bóc xước cái miếng sườn cho ngon. Khang xài đuổi gì vậy? Khang xài đuổi gì vậy? Đuổi nhập. Sao Khang? Khang có cảm giác rồi bạn nghe coi. Nó nhòn. Thôi đưa chén sườn con nghĩ thôi. Được rồi, con ấy đi. Con cái cạp sườn. Dạ, nó hơi the the hả con? Ồ, chấm nước mắm nữa kìa bà. Thành điệu không bà? Có thấy mặt Khang không ha? Thấy cái tay. Có, thấy mặt mà. Ủa, suốt á. Không làm quá tài luôn ơi. Hai tay luôn rồi. Không, nướng ngọt ngọt kìa, chắc con nó dễ ăn mà mềm nữa còn dễ nữa. Hả? Dặn cái món bạc biệt nghe nó ngon. À nó ngon hả con? Này món này đúng ý con không? Đúng. Lên nè. Trời, rồi sao? Ăn
Vậy hả? Nè, đâu cắn được miếng thịt đâu Khang. Nè, chưa cho mẹ ăn vàng hết chị nước. Không kịp luôn á. Vừa đói mà nó vừa bắt ma miệng nữa. Khang tính mời ông bà nó hay gì? À, miếng này mềm, mẹ cảm ơn Khai. Miếng này cũng mềm nữa. Ba không biết miếng nào mềm á, ba lựa nãy giờ chưa ra miếng nào mềm á. Con kiếm cho ba miếng mềm đi con. Thưa. Cái ai làm gì đâu quá. Anh cho em chén nước mắm đi anh. À, quên rồi. Đi vậy. Có cái muỗng bảnh không? Có. Cái muỗng này muỗng chan nước mắm nè, tự nhiên ba cầm ba cái ba lấy ba ăn luôn à. Nha bà xã. Mấy cái miếng cái sườn mỏng á cái nhà, nó sẽ thấm gia vị nhiều hơn. Đó, em chóc. Có một cục củ khoai nè. Chăm sóc cái em á. Cái này là củ khoai thấy để lại đúng không? Đúng rồi. Thầy nói ta cạp hết được rồi. Sao vậy? Cái này có nữa. Mẹ ăn hai cục cũng được mà. Rồi con để đây cho bà đi. Để mấy đây cho bà đi. Bà cạp lại cho. Ủa? Này nó nhận là cực bụng vô trong. Ừ. Một miếng thôi là bù lại rồi. Cái gì? Nhiều quá lỡ mẹ ăn no mẹ tức bụng. Ừ. Bốn. Tức bụng này. Đừng ghé với nhà đi làm gì nữa nha. Ừ. Ba còn ăn đi, ba làm miếng nữa. Cái này lấy Bin lên nói cho cả nhà nghe. Cái món mà bánh ướt này á, hồi chiều này làm cái món này á, thì Bin tính là ăn bánh hỏi hoặc là ăn bánh mì. Cái vợ Bin á nói ăn kiếm bánh ướt đi rồi ăn cho nó lạ hơn. Nhưng mà thiệt sự là Bin rất là thích ăn cái món bánh ướt luôn. À, tối mà khi Bin làm clip á mà không có gì ăn á, Bin hay chạy ngoài đầu đường mua hộp bánh ướt lắm, giống như là Bin đi ăn bánh ướt tường kỳ luôn á. Vợ Bin nè đi đâu hay gì đó cũng mua bánh ướt gì cho Bin ăn, riêng cái bánh ướt thôi rất là nhiều. Bin ghiền cái món bánh ướt này lắm, thích ăn nó thôi. Nó mềm nó dễ ăn ha. Ừ. Bánh ướt bánh hỏi với bún là Bin rất là khoái. Anh em thấy giống như anh thích ăn những cái món mà nó chan nước mắm vô nhiều á. Ừ. Bún thịt nướng nè, bánh hỏi nè. Bánh hỏi thì bên hẳn ăn nhiều. Với cái phần cả nhà biết sao không? Tại bánh hỏi mình ăn á. Rồi ba cảm ơn Khang nha. Nè cung này có mỡ nè con trai. Cái cung này ngon nè Khang. Cái bánh hỏi á, nhiều khi mình đi bên đi đường ăn á, mua hộp á, đã chế vô nước mắm cho ăn nó không có ngon. Bánh hỏi là phải chấm ăn mới ngon. Còn bánh ướt với bún á, chế nước mắm cho ăn mới ngon. Cục này hơi bự nha. Cạp được không? Thôi luôn đi. Cục này. Thôi, mẹ mẹ con. Nè cục này nhỏ vừa con ăn luôn nè. Đó. Nhỏ, ngon á. Bốc à, hôm nay con không nấu gì hết trơn hả bốc? Thấy ngon. Thấy ngon. Nói chuyện rất vui với ba mẹ với chứ cũng đúng. Hai đứa. Hai đứa lên hai đứa ngồi ăn không à. Không có ai rất vui với ba mẹ hết trơn. Vì ba mẹ rất vui. Ba ơi cực xương. Rồi con cứ để đi, để vào đó đi rồi ba cạp sạp và ổn. Ba ơi, ba phải ăn với cái. Ừ. Cái hấp dẫn của khi mà ăn sườn nướng á là xé cái miếng gần cây sườn á. Đúng rồi. Nó dai dai, cái hấp dẫn là đó đó. Gì vậy con? Giá. Giá trong ba, khoai ăn rau ăn giá giỏi nè ba. Ông bà hôm nay khoai ăn rau giỏi lắm không bà? Con này rất ngon. Ừ. Được không? Cái gì còn? Thường thường bánh mì á, chị lúc khen nó có giá, mà có một cộng giá. Bánh mì sao có giá chị?
Chị lộn mà chị ơi. Lúc mà ăn cơm muốn gì đó mà con giúp con rồi lúc em ăn luôn. Bạn bắp có thể nhai xong rồi nói chuyện không? Nhai hết xong rồi mới nói chuyện. Anh. Cái này nè, nó còn đọng mật ong á, mà nó ngọt. Em thấy nó thơm thơm, mùi chanh nó chua chua ngọt không? Nha, yeah. Giá cho bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn lắm nha. Ôi, bạn gái thương. Anh à. Ngon quá à, cặp cái miếng màng này ngon quá à. Thì bởi vậy cái hấp dẫn của cây sườn hả đó. Cho con muốn gì? Mũi gắn thôi, ba bấy nhiều quá đi á. Chạy vô cho con hả? Chạy vô mà mua mũi nhiều quá. Vậy chạy vô đâu? Khoai muốn chạy vô đâu? Chạy vô... Chạy vô miếng sườn. À, chạy vô giá. Rồi, biết ăn quá ta. Giờ ba ăn rồi. Cây, ba ăn 7 cái nữa. Cái canh lục này. Hai anh là hát sườn này mà. Ừ. Khoai ơi, mẹ hết sườn rồi. Chị tính gấp cho mẹ luôn. Ừ. Chắc cũng không bấm cho bà. Mẹ mong thôi. Mình xèo luôn. Làm con quá. Ba hết rồi. Ba ăn cây sườn này nữa là ba cũng được 3 cây rồi. Cái sườn này hồi nãy ba quét mật ong á bắp. Ba nướng xong cái ba quét cái lớp mật ong ở ngoài nè. Để con ăn á, con thấy nó hơi ngọt ngọt con. Ngọt ngọt, hết chua chua. Ba miếng hạt dưỡng. Không có ngồi đàng hoàng, con làm gì hả gái? Ba gấp cái miếng bánh nước chấm vô đúng không? Bài bản mà. Bài bản hả? Trời. Hay rồi mặn ngã. Thôi khen giỏi mà. Nó ăn cơm nhờ. Để ăn. Ông bà cũng khen khen giỏi nữa. Anh giờ hay ăn rồi. Nè. Rồi thôi giờ khen mấy bay ông bà cô chú ơi. Bác ba ông bà cô chú. Thôi giờ nhỏ các bạn tạm biệt cả nhà nha. Chào tạm biệt cả nhà. Chào mấy bà ông bà cô chú.